Kính thưa quý vị, báo chí toàn châu Á tán dương đội tuyển nữ Việt Nam. Đối thủ cũng phải ngả mũ tôn kính. Huấn luyện viên Mai Đức Trung phát biểu một câu khiến cả Việt Nam xúc động rơm rớm nước mắt. Sau 90 phút thi đấu xuất thần và đầy thăng hoa, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại đội tuyển nữ Bangladesh, qua đó giành chọn 3 điểm trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng ASEAN 19. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung đã thi đấu kiên cường và bàn thắng sớm của Hải Yến ở phút thứ 5 của trận đấu đã khiến cả khán đài sân vận động trung tâm thể thao Olympic Wenzhou dường như nổ tung. Sau trận đấu, báo chí toàn châu Á đã sụp sôi. Màn trình diễn đẳng cấp và cực kỳ cảm xúc của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đã được truyền thông toàn châu lục khen ngợi. Chính đối thủ của chúng ta cũng phải thốt lên điều khó có thể ngờ được sau khi bị đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại. Bên cạnh đó, thầy Trung tiếp tục ghi điểm với những phát biểu cực kỳ xúc động chạm tới trái tim của hàng triệu người hâm mộ chiều nay bangladesh và việt nam đã cống hiến một trận đấu đẹp cho người hâm mộ tôi xin gửi lời chúc mừng đội tuyển nữ việt nam các bạn là người chiến thắng thành thật mà nói chiều nay là một trong những ngày u ám tồi tệ nhất trong cuộc đời làm huấn luyện viên của tôi thay mặt toàn đội tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ bangladesh khi chúng tôi có thể đánh bại việt nam như kỳ vọng của mọi người việc phải thi đấu với một đội bóng mạnh hàng đầu châu á như đội tuyển nữ việt nam đã khiến chúng tôi run sợ các cầu thủ nữ Bangladesh không còn giữ được sự bình tĩnh và thông minh vốn có của họ nữa. Tất nhiên chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng, nhưng trận thua hôm nay là điều tôi phải chấp nhận. Như tôi đã nói, đội tuyển nữ Việt Nam là đội bóng rất mạnh ở giải ASEAN 19 và là ứng cử viên số 1 cho tấm vé giành quyền vào vòng bán kết. Vì vậy chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng nữ Việt Nam quá mạnh, trình độ của họ đã vươn tới tầm Nhật Bản, Hàn Quốc. Tôi đã chủ động chơi phòng ngự phản công với số đông cầu thủ bên phần sân nhà. Các cô gái Việt Nam hoàn toàn áp đặt thế trận, dồn lên chúng tôi về phía 1 phần 3 sân của chúng tôi. Dù đã tính trước được sức mạnh của tuyển nữ Việt Nam, nhưng chúng tôi bị dồn ép đến mức không thể triển khai tấn công được. Lối đá tấn công sắc sảo kết hợp với chơi phối hợp nhỏ, ban bật, kiểm soát bóng cực tốt, tấn công đa dạng từ lên bóng ở biên đến các pha tác chiến trung lộ, khiến đội tuyển nữ Việt Nam dưới bàn tay ông Trung nguy hiểm hơn bao giờ hết. Họ sẵn sàng trừng phạt Bangladesh với bất kỳ sơ hở nào với tư cách là huấn luyện viên trưởng tôi luôn hy vọng các cầu thủ chơi đúng ý đồ chiến thuật và trận đấu diễn ra đúng ý nhưng bóng đá có nhiều sai số và đặc biệt đối thủ của chúng tôi hôm nay là một đội bóng mạnh hàng đầu châu á nên đây là trận đấu khó khăn đúng như dự đoán kế hoạch của chúng tôi bị phá sản chúng tôi đã mắc sai lầm nơi hệ thống phòng ngự còn các pha lên bóng của đội tuyển nữ việt nam thì quá hay đội tuyển nữ việt nam đang sở hữu đội hình chất lượng với lối chơi đồng đều có sự gắn kết cao Chúng tôi đang nghiên cứu kỹ lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng không ngờ sự tiến bộ của Việt Nam vượt quá tầm tuyển nữ Bangladesh, kể cả về kỹ thuật và chiến thuật. Việt Nam có những cầu thủ trẻ chơi bóng nhiệt huyết và có chuyên môn tốt như Thanh Nhã hay Hải Yến. Bên cạnh đó là những cầu thủ trụ cột dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam là nằm ở tập thể. Riêng huấn luyện viên Mai Đức Trung của đội tuyển nữ Việt Nam là người giỏi truyền cảm hứng cho các cầu thủ. Ông ấy là một phần sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Bangladesh đã phải thốt lên như vậy ngay sau khi trận đấu kết thúc. Ông thừa nhận rằng bóng đá nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Mai Đức Trung đã có những bước tiến lớn. Đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại là một ngọn núi cao mà Bangladesh chưa thể vượt qua. Đội tuyển nữ Việt Nam quá hay ở đẳng cấp châu Âu. Ông này nói thêm, tuyển nữ Việt Nam có một trận đấu thành công, có lối chơi thông minh, thi đấu hay. Họ là đội giàu thể lực, tốc độ thi đấu gắn kết. Họ đã thực hiện tốt tổ chức trận đấu cũng như liên kết các tuyến với nhau. Nhịp độ trận đấu luôn luôn được các cô gái Việt Nam kiểm soát và chúng tôi đã bất lực trong những phương án để có thể tìm lại thế trận của mình. Tôi phải thừa nhận rằng huấn luyện viên Mai Đức Trung rất giỏi. Ông ấy tạo ra một đội tuyển nữ Việt Nam có phong cách chơi bóng như Hàn Quốc, Nhật Bản vậy. Họ có những cầu thủ nhanh, khéo léo, phối hợp và phòng thủ tốt. Khó có thể tưởng tượng mọi chuyện khó khăn như thế nào khi Bangladesh phải đối đầu Việt Nam trong trận đấu chiều này việt nam khiến bangladesh phải trải qua trận đấu vô cùng khó khăn ngay từ phút đầu của trận đấu chúng tôi biết đoàn quân của ông trung mạnh như thế nào và cả đội đều thể hiện những gì tốt nhất của mình dù thua nhưng tôi không trách các học trò của mình đội còn nhiều thiếu sót nhưng ở góc độ cá nhân tập thể thì đây là cơ hội để các cầu thủ bangladesh trưởng thành hơn tôi cảm ơn cầu thủ và khán giả chúng tôi phải chấp nhận và tiến bước về phía trước vấn đề bây giờ là phải kích thích tinh thần sáng tạo của các cầu thủ tạo động lực cho các cầu thủ và thay đổi để phù hợp hơn. Những khó khăn này sẽ tạo ra tiền đề giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Một lần nữa xin chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam, chúc mừng huấn luyện viên Mai Đức Chung về chiến thắng chiều này. Các bạn có một chiến thắng xứng đáng và đẳng cấp của đội bóng vừa tham dự World Cup. Chắc chắn những người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ cảm ơn những lời nhận xét chân thành và cực kỳ cảm xúc của huấn luyện viên trưởng Bangladesh dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thắng lợi của đội tuyển nữ Việt Nam trước Bangladesh giúp Việt Nam được truyền thông Thái Lan đánh giá rất cao. Tờ Siam Sport viết, đội tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy một lối chơi tấn công cực kỳ biến hóa và giàu sức sống. Điều đó giúp Việt Nam dễ dàng giành được chọn 3 điểm. Đây là cuộc mở đầu không thể tuyệt vời hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cổ động viên Angela Bird thì bình luận, Chúc mừng các cô gái vàng Việt Nam, các bạn đã giành được chiến thắng xứng đáng. Buổi chiều ngày hôm nay các bạn đã là những người xuất sắc hơn. Tờ báo tiếng Ả Rập Kora cũng khen ngợi tuyển nữ Việt Nam là tập thể có tính kỷ luật, chiến thuật trên sân và nhất là tinh thần thi đấu quả cảm. Đội tuyển nữ Việt Nam là một trong những đội tiến bộ nhất châu Á, dù không có cầu thủ nào chơi ở các giải đấu lớn ngoài tiền đạo Huỳnh Như. Với sự tiến bộ đó, Việt Nam đã khiến cho nữ Bangladesh tắt điện. Chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam. Những trang báo Trung Quốc cũng ấn tượng với màn trình diễn của thầy trò ông Mai Đức Chung. Tờ Nhật báo thể thao mới giật tiêu đề: "Đội tuyển nữ Việt Nam có trận thắng quả cảm" và thế giới thấy cách các bạn chiến đấu. Tôi yêu tinh thần của các cầu thủ nữ Việt Nam. Họ luôn mang trong mình tinh thần chiến binh số 1 tại khu vực Đông Nam Á. Dòng vàng đã khiến cho Bangladesh đổ mồ hôi hột. Một chiến thắng tối thượng cho các cô gái kim cương Việt Nam. Chúc mừng Việt Nam! Nữ tỷ phú Thái Lan Nuan Phan Lam Sam đã tâm phục khẩu phục khi chia sẻ về những hình ảnh của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển nữ Bangladesh. Trên trang cá nhân của mình, Madame Pang đã chia sẻ cảm xúc cũng như hình ảnh chụp qua màn hình về tiền vệ thanh nhã với cú nã đại bác ở ngoài vòng 16m50 và các pha tranh chấp bóng xuất thần của đội tuyển nữ Việt Nam. Madame Pang viết, Chúng tôi chân thành cảm ơn đội tuyển nữ Việt Nam. Hình ảnh của đội bóng sao vàng trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng ASEAN 19 gặp đội tuyển nữ Bangladesh với chiến thắng ngoạn mục. Từ tận cùng trái tim của những người yêu bóng đá nữ, tình yêu của chúng tôi là để chúc phúc cho các bạn kết thúc trận đấu madam pang cũng đăng thêm những quả bóng lá cờ việt nam biểu tượng vỗ tay như một lời tán thưởng cho đội tuyển nữ việt nam khi chơi cực hay trước đội tuyển nữ bangladesh nhưng điều đặc biệt ở đây là bà Madame pang đã tự tay cầm chiếc điện thoại thông minh của mình và đăng dòng trạng thái đó chứ không phải là ekip của mình chúng ta biết là những người nổi tiếng như vậy thì họ sẽ có một ekip để quản lý trang nhưng bà đâm thép của thái lan đã tự tay viết ra những dòng cảm xúc tự hào tưởng thưởng và tán dương của mình dành cho các cô gái kim cương Việt Nam. Phía dưới bài đăng của Madame Pang, rất nhiều fan hâm mộ Thái Lan cũng chia sẻ tâm tư tương tự và dành những lời chúc phúc cho đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình dự ASEAN 19. Madame Pang nói rằng bà sẽ cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam tới cuối chặng đường của ASEAN 19. Cố lên Việt Nam, chúng tôi luôn ở bên các bạn, cổ vũ và đồng hành cùng tuyển nữ Việt Nam.